Mùa thu, tháng 7 năm Canh Tuất 1010, từ kinh đô Hoa Lư, núi sông bờ cõi đã ngân vang lời tuyên đọc Thiên Đô Chiếu của Thái Tổ Lý Công Uẩn, đánh dấu sự chuyển rời lịch sử vĩ đại. Xưa nhà Thương đến vua Bàn Canh, 5 lần rời đô. Nhà Chu đến vua Thành Vương cũng 3 lần rời đô. Phải đâu các vua thời Tam Đại theo ý riêng mình mà tự tiện chuyển rời. Chỉ vì muốn đóng đô ở nơi trung tâm, mưu toan nghiệp lớn, tính kế muôn đời cho con cháu, trên vâng mệnh trời, dưới theo ý dân, nếu thấy thuận tiện thì thay đổi. Cho nên vận nước lâu dài, phong tục phồn thịnh. Thế mà hai nhà Đinh, Lê lại theo ý riêng mình, khinh thường mệnh trời, không noi theo dấu cũ của Thương Chu, cứ đóng yên đô thành ở nơi ấy, khiến cho triều đại không được lâu bền, số phận ngắn ngủi, trăm họ phải hao tổn, muôn vật không được thích nghi. Trẫm rất đau xót về việc đó, không thể không rời đô. Huống gì thành Đại La, ở nơi trung tâm của đất trời, được cái thế rồng cuộn hổ ngồi, đã đúng ngôi Nam Bắc Đông Tây, lại tiện đường nhìn sông dựa núi. Địa thế rộng mà bằng, đất đai cao mà thoáng, dân cư khỏi chịu cảnh khốn khổ ngập lụt, muôn vật cũng phong phú tốt tươi. Xem khắp đất Việt ta, chỉ nơi này là thánh địa. Thật là chốn tụ hội trọng yếu của bốn phương đất nước, cũng là nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời. Chẳng muốn dựa vào sự thuận lợi của đất ấy để định chỗ ở. Ý các khanh thế nào? Là bắt đầu từ khúc quanh lịch sử năm 1010, thành Đại La kinh phủ suốt những đêm trường Bắc thuộc bỗng vụt lên một dáng rồng bay cho vùng đất này mang tên gọi mới, Thăng Long. Thăng Long đường bệ bước vào trang sử mới trong hành trình tiên phong là thủ đô của nước Đại Việt thuở ban đầu. Bắt đầu từ đây, lịch sử vùng đất rồng bay trải suốt ngàn năm với biết bao biến thiên, vật đổi sao rời và tên gọi cũng nhiều lần thay đổi. Tên gọi Thăng Long tồn tại suốt 387 năm qua hai triều đại Hùng Cường, Lý Trần. Nhưng như quy luật muôn đời, mọi triều đại đều có lúc thịnh, lúc suy. Cuối thế kỷ thứ 14, ánh hào quang của hào khí Đông A thời Trần đã dần lụi tắt. Mọi quyền lực đều rơi vào tay họ Hồ, tức Hồ Quý Ly. Năm 1397, một kinh đô mới mang tên Tây Đô được nhà Hồ bí mật xây dựng ở Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Nhân dân thường gọi là Thành Nhà Hồ. Thành Thăng Long từ đây được đổi tên là Đông Đô và cũng không còn là kinh đô của đất nước nữa. Năm 1408, sau khi chiếm được thành Đông Đô từ tay nhà Hồ, Minh Thành Tổ đã đổi tên Đông Đô thành Đông Quan với ý nghĩa là cửa phía đông của nhà Minh. Trong lịch sử thay đổi tên gọi của Hà Nội, hầu hết do ông cha ta đặt, duy nhất chỉ có tên gọi Đông Quan là do kẻ xâm lược đặt. Tên gọi Đông Quan tồn tại từ năm 1408 đến năm 1427, tổng cộng 19 năm. Năm 1428, sau khi đánh đuổi giặc Minh về nước, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, Đông Quan được lấy lại tên cũ là Đông Đô. Nhưng chỉ 2 năm sau, năm 1430, Đông Đô một lần nữa được Lê Thái Tổ đổi thành Đông Kinh và thành Tây Đô thời Mạc ở Thanh Hóa được đổi lại là thành Tây Kinh. Tên gọi Đông Kinh tồn tại suốt thời Lê Sơ và trong hầu hết thời Lê Trịnh. Nhưng lịch sử Hà Nội và những lần thay đổi tên vẫn chưa dừng ở đây. Lần thứ 6 thay tên là vào năm 1789. Sau chiến thắng Đống Đa lịch sử, đánh tan 20 vạn quân Thanh, nhà Tây Sơn Nguyễn Huệ rút khỏi Đông Kinh và chọn Phú Xuân, tức Huế ngày nay làm kinh đô. Hà Nội chỉ còn là một thành trì trấn ải phía Bắc. Năm 1802, sau khi đánh bại nhà Tây Sơn, Nguyễn Ánh lên ngôi hoàng đế và vẫn đóng đô ở Phú Xuân. Thăng Long được trả lại tên gọi thủa ban đầu, nhưng ý nghĩa thì đã khác. Nếu Thăng Long thời Lý Trần mang ý nghĩa rồng bay lên, thì ở thời Gia Long Nguyễn Ánh, Thăng Long lại có nghĩa là thịnh vượng. Lấy cớ Long tức rồng là tượng trưng cho vua, chỉ có thể dùng cho đất Kinh Kỳ mà thôi.
Lần thứ 8 cũng là lần thay đổi tên gọi cuối cùng của mảnh đất kinh kỳ là vào năm 1831 dưới thời Minh Mệnh. Vua ra chiếu chỉ đặt tên mới cho vùng đất này là Hà Nội, một trong 18 tỉnh của khu vực phía Bắc. Tên gọi Hà Nội được giữ nguyên từ đó đến nay. Người Hà Nội nói riêng và nhân dân cả nước nói chung đã cùng mảnh đất linh thiêng này đi qua lịch sử ngàn năm tráng lệ những mốc son. Cả nước ta đang hướng về Hà Nội trong tiếng đồng vọng hào hùng của Thiên Đô Chiếu ngày xưa. Lời vàng của Chiếu Thiên Đô được con cháu hôm nay ghi tạc lại từ trong trái tim và từ cả việc làm. Đơn giản là vì Thiên Đô Chiếu chính là dấu son đầu tiên trong số những mốc son đánh dấu lịch sử của thủ đô ngàn năm văn hiến. Nhắc lại những dấu son, cột mốc đáng ghi nhớ của lịch sử thủ đô, với mong muốn để con cháu muôn đời ghi tạc công lao trời biển của tiền nhân, và đó chính là di sản trường tồn mà cha ông dành cho hậu thế. Lật trang sử thiêng liêng ngàn năm, Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội cũng là thời khắc thủ đô bước sang trang mới, hãnh diện mang theo hồn sông núi đi lên.